Nè, xả rác phải không? Dạ đâu có, con đi phát tờ rơi mà. Phát tờ rơi? Dạ. Trời đất ơi, phát tờ rơi mà ăn mặc lừa đảo là cái gì? Mày sợ người ta không phát hiện ra mày phải không? Bậy, chú bậy, con ăn mặc màu trung tính mà. Trung tính gì? Mệt quá, phát tờ rơi phải không? Gì đây? Khu phố 4.0, nâng cấp đời sống nhân dân. Tôi mệt quá, đừng có làm màu, muốn làm màu qua khu phố bên kia kìa. Biến, đi, đi. Please. Nâng cấp đời sống nhân dân, kiểu làm giàu không khó. Hay mình thi thử, chỉ bà con cách để làm giàu. Tôi không có rảnh. Công nghệ blockchain làm giàu bằng Bitcoin. Hồi xưa mình có chơi rồi bỏ ngang. Nếu không giờ giàu sụ rồi, hôm nay nó lại xuất hiện, chắc phải cơ duyên gì đây. Duyên là sự sắp đặt của số phận, còn cơ duyên là gặp một điều gì đó, hay là ai đó ngỡ như là ngẫu nhiên. Nhưng không, mọi thứ đều là định mệnh. Hay là mình chơi thử coi, biết đâu nguyên vi thì đã hoàn thành, trong thì ngã ngựa rồi, thì Bitcoin sẽ rất hot và trở thành trend. Lúc đó mình sẽ tham dự cuộc thi khu phố tương lai. Không, khu phố 4.0. Khu phố của mình sẽ trở thành khu phố 4.0, khu phố của những tỷ phú Bitcoin. Không. Đưa điện thoại đây. Chị. Gì vậy? Dạo này á, tôi thấy hành tung của ông bất ổn. Tiền á, ngày nào tôi cũng cho ông, mà ngày nào tôi lục túi ông á, cũng chỉ còn có mấy đồng bạc lẻ. Nè, ông lại đi chơi đánh bài đúng không? Bậy, đâu có đâu. Trước đây á, tôi đã khóc hết nước mắt với má, mới xin được tiền trả nợ cho ông, mới giữ được căn nhà này nè. Tiền trong tài khoản vẫn còn đầy đủ. Nè. Chưa, đâu có gì đâu. Ông á, liệu hồn với tôi. Hơn về bà không có chép ví điện tử. Không được đâu, mẹ mà biết là ba hưởng dương luôn đó. Rồi bất hiếu.
cho mượn thôi, làm dữ vậy? Gì? Ba mượn tiền con nữa mà. Cái gì? Ba con mượn tiền con chơi bạc hả? À không, ba nói là cái tiền gì, tiền mã hóa gì á. Mẹ, mẹ chết cho ông vừa lòng. Mẹ, mẹ. Tôi chết quá cho sao? Đừng rồi. Mà tôi nghĩ bà không chết được đâu. Ý ông nói là sao? Tôi sợ cái nhánh cây nó gãy kìa. Ông nói tôi mệt chứ nhở? Tôi chết quá. Sao không bà? Tôi xin lỗi bà nghe. Tại cái dây nó đứt bất tử quá nên tôi đỡ bà không có kịp. Bà nè, bà đừng có làm quá lên như vậy. Cái tôi đang chơi nó rất là trí tuệ, không mình làm giàu không mấy hồi hết á, bà hiểu không? Vậy thì ông để tôi chết cho ông vừa lâu. Tôi sẽ quá ngu cho cả nhà. Ông nói ai ngu? Đó, mọi người hiểu chưa? Khu phố 4.0 là sao? Tự nhiên bây giờ đang thu tiền tươi, thóc thật, mà giờ không dùng tiền nữa, ảo quá. Đúng rồi. Ôi, tôi thấy cái này nó không có khả quan chút nào hết. Dù gì thì nó cũng chỉ là tiền ảo thôi mà. Như vậy là mọi người chưa hiểu rồi, tôi sẽ giải thích lại. Thôi thôi, bây giờ chú đừng có giải thích nữa. Bây giờ chú có nói thêm bà con ở đây người ta cũng không có ai hiểu cái gì hết á. Bây giờ con có ý kiến như thế này, người nào đồng ý giơ tay trái, không đồng ý giơ tay phải. Rồi giơ đi bà con, giơ đi. Gì kì vậy? Gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Ây, gì vậy? Trời. Tôi thấy á là ông nên tìm hiểu cho chắc chắn đi. Vì đây á là tiền mồ hôi nước mắt của mọi người, không có liều được đâu. Đúng rồi, đúng. Đây nè, ông phải làm một cái bản liệt kê chi tiết rồi trình cho tụi tôi chứ. Chú lại là đúng. Đúng, đúng luôn, chú nói đúng luôn. Thôi được rồi. Nhưng mà mọi người phải đồng lòng với tôi chứ. Chú nói đúng rồi mọi người ơi. Mày im, mày cái gì cũng đúng hết trơn á. Đúng cái gì mà đúng, cái gì cũng đúng hết trơn. Tôi không đồng ý, tôi đi về. Anh Tư. Tôi cũng không đồng ý, tôi đi về. Thôi về, đi về, đi về. Mọi người nói đúng, chú nói cũng đúng. Thôi con đi về luôn. Thôi được rồi, tôi sẽ làm cho mọi người sáng ra.